mua 2,5 con mới được. Phải đi mua 2,5 con rồi, cái này nó bự quá à. Tới 3 phân nè, giờ Hương đi mua cái 2,5 cho nó nhỏ hơn. Cái này chụp lâu dính cá lắm. Cá thì giờ nó nhỏ nhỏ hơn. Được 2 con cá sặc nè. Nó dính vậy đó. Nhưng mà cái này lớn lên nó bự quá. Ở đây ngon, thôi nó nước chấm ngon không? Ngon quá à. Vì hay làm nước ảo. Dạ ngon. Ngon. Nhớ thời nướng cá này là nhớ thời chân trâu rồi đó. Mà đó nướng bằng gôm không cha? Gôm. Giờ không có gôm để nướng rồi. Ta một cái lúa ở đâu quay lại thời thơ ấu. Có không? Có không? Có cá chê nữa. Cá chê luôn hả? Cá lóc nữa. Cá lóc mà kìa. À, ngon quá. Thì gì cá không có nữa. À. Mến chào cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Bích Hương miền Tây. Ngày hôm nay Hương với cha của Hương làm cái đồ chụp cá. Thì cái này Hương không có biết làm nên Hương nhờ cha của Hương làm. Thì cái này là cái nướng Hương cũng đã mua về rồi. Bây giờ cha của Hương đang dốt mấy cái chút này để làm. Cá này thì là tuổi thơ của Hương cũng dữ dội lắm. Hồi đó cha cũng hay làm cho hai chị em của Hương đi chụp cá. Giờ làm lại thấy cá nó cũng ụt trong mương quá trời nhiều luôn. Cái này thì dễ bắt cá mà nó nhẹ nữa. Đó, này đủ rồi. Hai tay hả? Thì mình cần 2 cây để mình chéo lại mình móc nó vô. Đi coi đừng nó vô kia nha. Nó muốn vô mặt là banh luôn á. Căn nha cũng bự á. Xong rồi. Ý căng ra bự lắm nè. Thank you.
Hương với cha của Hương cũng làm xong cái chụp cá này rồi. Thì Hương với cha sẽ đi thử chụp lại có dính cá không. Thì cha xuống kìa cho đó cho chụp thử đi. Không, không dính được. Nha. Cho chụp thử thôi. Bạc ghi ụt nhiều quá cha. Thì để lâu lâu chú. Dừng lại quay cái mắt. Không có hả? Thì gần 10 lần trước thì chụp đó. Đây thì thấy cá ụt nhiều nhưng mà chắc cá nhỏ không à. Cái lòng tông ha. Không có luôn. Hay là cái lưới này nó bự quá. Lưới này mua bự rồi. Lâu dính cá lắm. Cá thì giờ nó nhỏ nhỏ thôi. Được hai con cá sặc nè. Nó dính vậy đó. Nhưng mà cái này lớn lên nó bự quá. Ở đây gỡ nó đi. Cái này cá sặc dễ gỡ. Đây đây. À, hai con cá sặc. Cha của Hương làm thêm một cái chụp cá nữa. Hồi sớm cái kia thì nó bự quá. Giờ là cha làm cái này á, cái lưới lỗ nó nhỏ lại. Có không Bảo? Dạ không. Nó được cái bự không Bảo? Đâu vàng.
quá. Nhớ thêm nhỏ, cây nhỏ rồi. Nãy cái cuộn dây cho bỏ đâu rồi cha? Rồi đến đây ông cậu ơi. Nó nghe. Coi. Đấy. Rồi. Đấy, đấy, rồi rồi rồi. Cầm nó dụng dụng thôi. Cầm chắc nó. Cầm chắc. Dừng cái chân rồi quay lại cái máy. Em gỡ nha. Làm đi cắt heo bảo để nó búng nha. Dạ. Búng vô mặt con á. Ôi, búng ra. Ê, ê, ê. Búng ra, búng ra. Cổng này cũng vậy. Có gì em chị Hương? Chị mới làm à. Dạ. Ai vậy? Ngọc á. Ngọc có mua gì á? Sao biệt danh Tài Thiên? Nó nhoi quá phải không? Tài Thiên Đại Thánh sát quỷ trừ ma thái tử Na Cha rút răng ngao bính. Người sao mà để cái đôi dép trong đây? Mày Tài Thiên phải không? Dạ. Sát quỷ trừ ma thằng nào mà nó cha? Mày là nó cha. Mày là bắt giới. Mày bắt giới. Cái giò này sao vậy? Dạ. Cái giò à? Hồi kia muốn lộn mẹ. Uống lộn với ai vậy? Uống lộn với ai? Ừ. Uống lộn với ai? Con ái. Gì vậy? Con ái nó xô vô mình lộn. Hai đứa nè, đây nè. Chiếc. Cái này da cầm nổi chứ con. Rồi buông ơi. Buông, chọc thử luôn. Gì vừa, vỡ cây trong này nữa nè. Ừ. Xuống luôn kìa. Cái dao đó. Cái này nó dài hơn nữa chứ. Gắt lỗ lứa hay gì trong này sát lứa gì? Hoài, không có lỗ. Hãy thử nghe. Thôi, như con trai. Đó, con vô trong chuồng không cho nó đi anh. Vậy? Tao lấy dừa đó của nó, để cho chổng cho nó đi. Đi bao quên lứa đi. Sao đây? Anh Hưng, Hưng sẽ dở lên thử coi có cá không? Dính cá. Wow. Wow. Gõ, gõ, bảo ơi. Đúng dữ. Đây, để dì hai đưa thích lên. Ê, khoan, khoan, để dì hai đưa thích lên nha. Thôi, dở dì hai, cho con lên qua đây. Ba con luôn. Dạ, ê, gõ chị nhẹ thôi, Tài Thiên ơi. Con lứa nữa đó. Cụ ghét hơn con khóc vậy. Gõ nhẹ nhẹ thôi nghe, gắt lưới đó. Rồi, đi là ăn không? Rồi, mình đi chỗ cái mương nào? Cái mương bằng con dạo á. Đi. Gõ được không? Hết được rồi. Sao vậy? Rồi, bê nè, đây gõ cho. Kìa kìa, con cá chỗ Tài Thiên kìa, bỏ vô giỏ thì bảo. Dạ, em. Đi gọi. Rồi. Rồi. Vui quá, vui quá. Mình sẽ đi lại đằng cái mương kia. Có không? Đi khóc cho đó một cái dạ. Thôi. Ê, chị thử, chỗ này có không Bảo? Dạ, không, hồi nãy em chụp. Không có hả? Không có em loại. Thì kia cái mương á. Trời ơi, sao?
xe gỡ. Cá rô luôn. Được không cưng? Con cá rô. Được một con cá rô nữa rồi. Cha có Hương đang bằng đi điện á. Mấy cái dây này bỏ nè, cha Hương lụm về đang để cho Hương đi kiếm cá. Và đây là cái hôm để mình đẩy nó lại á. Ở trong đây thì đây là cái bầu để đựng cá. Cha của Hương khéo tay lắm, cha đan mấy cái này vậy đó mẹ. Chị Hương với hai con nha cha. Con trời ơi, con chú cá kìa. Hương cùng với mấy em trong xóm á thì cũng cùng nhau chị em đi chụp cá. Đây là Hương đang đứng đó không? Đã thử gió rồi đó. Hai con. Hai con cá kìa. Wow. Cái gì đây? Con cá này cá thật bự nè. Quá bự. Pha xuống lên. Đã được không? Dạ thỏa. Wow. Ai da da. Sao nó khác khác đi ra. Sợ cái này ra. Ờ đúng rồi, bỏ vô. Rồi mình đi đâu chụp nó. Vậy kia đúng không? Dạng kia đi có tới chỗ cây mương á. Mẫu cây. Đây đây. Đi dài lắm à. Anh chưa có không? Anh chưa có mương không? Đi đâu không? Đi đâu đi đâu? Đi xong có mương hả? Chà lúa đỏ đỏ kìa. Đang đã không có mương á. Đang không có mương á.
hai con muốn luôn. Cá nhỏ lắm, không dính đâu. À, nó đẹp. Đẹp quá. Đẹp nhìn cái gì hoa. Thôi vậy mình đi kiếm cái chỗ nào. Con cá goofy. Nó nhảy thôi. Cá goofy nè. Xong rồi mình lựa mấy con bự bự đi mình đi nướng Bảo ơi. Con cá goofy bỏ vô luôn. Thôi mình lựa, mình lấy cái thao đi, mình lựa cái con cá nhỏ mình để cho cá nó ăn đi. Mình lựa vô đây hả? À nhìn cái cá. Lựa mấy con bự bự đi. Mấy con cá sạch mình thử vô luôn đi. Mình lựa mấy con bự bự thì thử mình ăn nướng đi. Cá nhỏ nhỏ mà mình tại mình chụp bằng cái này á là cá nhỏ nó bự đâu. Cái này nè. Chưa ra đủ chưa? Ôi. Chưa đâu nhiều vậy cho mấy ăn nè. Còn bộ xương luôn. Thôi rửa.
Ngắn nó ra nữa rồi kìa. Ui. Hay gì hay vậy? Hay gì hay. Đây coi nè, con ra dụi cái lá dừa cho nó nha, cho nó gì nè. Còn nó đây là để than vô đi. Đó cháy rồi đó, để bắt cái này vô nè. Để bảo vô. Dâm bảo. Ừ, đúng rồi, để mấy cục. Rồi được rồi, như đây được rồi nè, bảo ơi, như đây lá cháy rồi. Lá dừa mình cũng nhiều nữa. Cục than để vô á. Nè mày nói mình lấy ra mình đem cắt mày. Đây cho dì hai mượn cái cây gấp nó đi. Rồi. Lên đây. Cắm nhầm ba. Thôi. Sao quạt chậm dễ cháy lắm. Ra. Nếu mày quạt chậm tắt thì sao? Còn nhóc luôn kìa. Nhưng mà mình nó khô lắm. Bự nha. Dạ. Đây con cá rô phi. Rô phi đó ai bắt nè. Nãy Bảo bắt phải không Bảo? Dạ. Ủa. Nó chưa chết nè. Nó còn sống không? Cá nó còn nhảy nè. Đập đi. Đập rồi để vô nữa. Bỏ đi, nãy sống quăng xuống kia kìa. Để vô lại được. Kia đây là cái loại nhẹ quá trở bờ không nổi. Cái đó gì được ha? Đừng có quạt nữa, để cho nó lửa riêu riêu đi con. Có muối chấm để cho mấy em ăn. Cái này là Hương làm muối ớt. Thì muối ớt này Hương có để đường xíu hơn á. Hương ơi, nó dĩa Hương ơi. Nó dĩa không? Dạ. Rồi đợi xíu. Tao để cái này đứa nào lụng ngò bị ăn cây á chị. Cái xong rồi. Dục đi. Con đâu có cứng đâu. Dục cái chưa quấn mày. Khỏi lửa nữa kìa. Con nó còn quay trái nè. Chảy nước miếng rồi Bảo ơi. Ngon không? Nhìn ngon không? Làm một chén luôn cho tụi con ăn đã luôn. Cái này nhiều chưa hết vậy? Tôi hỏi ai vậy? Dừng cái ăn ngọt được. Rồi Lệnh ơi. Giờ em có lấy thi nãy giờ. Không cá sạc mấy con cá. Bảo giỏi quá ta ơi. Chăm thằng. Chăm thằng thắng. Thèm. Hương cũng đã nướng chín rồi. Thì giờ Hương sẽ đem ra cho mấy em cùng ăn. Lớp ăn đi.
Bích Hương xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng ăn cá nướng với Hương và các em. Thì đây là mấy em hồi nãy cùng Hương đi chụp cá, thì giờ cá nướng cũng xong rồi, thì Hương đem ra cho các em cùng ăn. Thì mời cô chú anh chị và các bạn cùng ăn với Hương. Mời cô chú bác ông ăn với con. Hương một lần nữa xin mời cô chú bác cùng ăn với Hương và các em. Ăn nè, ra ngồi, ra ngồi. Ôi, này bức dao. Dao gì cha? Rồi ăn đi, hái vô ăn nè cưng. À, mình ngồi gọng gọng ra đây. Cho chín ngồi ăn nữa. Không ăn rồi. Dạ. Gà cứ ngồi bung bung cái đó ra đi, rồi cho bác chín cùng ăn, bác Hương cùng ăn nữa. Dạ, Hương mời cô chú bác cùng ăn. Nhớ lại tuổi thơ. Rồi có đi chăn trâu là tháng hạn này, là đi bắt cá là nướng lửa gom mà. Hồi đó cá gì chứ giờ ý cá này có trứng nè. Cái đằng đầu bẻ quá. Ngon, nó trắng không? Ngon quá à. Ừ, gì hay làm dạ ngon. Ngon. Nhớ thời nướng cá này là nhớ thời chân trâu rồi đó. Mà đó nướng bằng gôm không cha? Gôm. Giờ không có gôm để nướng rồi. Tới một cái lúa ở quay lại thời thơ ấu. Không? Có không? Có cá chê nữa. Cá chê luôn hả? Cá lóc nữa. Cá lóc mình cũng. Thì thịt cá không có nữa. Quá, cái trứng của con cũng có trứng nữa. Đúng rồi, chấm nè. Quấn này vô, rau gấp cá. Quấn này vô, rồi chấm. Để vô cái là nhớ thời thơ ấu liền. Nhớ thời thơ ấu. Nó giật bỏ. Ngon quá. Cho ăn, ăn, ăn giật. Máu. Ngon không mấy? Dạ ngon. Chén chấm này ngon không Bảo? Dạ ngon. Hết sảy bà bảy luôn. Bảo kìa, ăn chiên nghiệp chưa? Bảo gói chỉ rau thơm rồi, nghe thấy chưa? Có cái trứng nè, hai trứng. Đó, kìa Bảo quấn rau rồi, nhìn ngon lắm kìa nó. Ngon con hai cái trứng không? Đó, quấn rau rồi chấm. Nè, chấm chấm đi chút vô. Đó, chấm. Ngon chưa, ngon chưa? Quá ngon luôn. Wow. Lên xuống nha. Lên xuống nha. Nè, Bảo cái này con cá sạch của Hưng nè. Nhanh hả? Mà có miếng rượu với có bạn nữa ha. Thấy luôn. Con biết uống rượu hả? Con biết uống rượu hả? Ghê vậy? Con biết uống rượu hả? Con biết hả? Đứng đi à? Thôi. Rồi thì bút rồi. Đơn lại nó coi quá. Có quế. Quá ngon rồi. Nóng quá à. Giá mặt xấu không kìa. Bảo có rau chuyên nghiệp lắm luôn á nha. Nhìn ngon quá trời luôn kìa.